hương. Phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kim cổ xa bề khổ nguồn cơn, chẳng quay về bờ giác tư thái, đệ tử chúng đăng nguyện thập phương thương trụ pháp bảo. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay trước ngôi bảo điện ở chùa Vạn Phật tại Thiệu Bán Ni Ni Số Ta, ở trụ trì thường tòa Thích Thông Từ cùng chư tôn thiền đức tăng, sanh ngã tháng ba một chín bốn ba mặt ngày mười tháng a tư một chín ba tám ba hưởng thọ 40 tuổi, nguyện ương linh tóc xa nê đồ xíu xanh biển tình cành, cầu nguyện toàn gia hiểu biến con cháu nội ngoài nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng mạng vị bình an ác duyên tiêu diệt, bồ đề tâm kiên cổ tư giác giác ta giác hành viễn mạng. Nam mô công đức lâm bồ tát, nam mô công đức lâm bồ tát, nam mô công đức lâm bồ tát ma tát. Đấng ba vương vô thượng ta coi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người, cha lành chung môn loại quý trọn một niềm giúp sạch nghiệp ba kỳ, sinh dương cùng tan thang ứng kiếp không cùng tăng, Phật chúng sanh tánh thương rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đê châu quy đào tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bao tòa thân con ảnh hiền quý đầu xin thề nguyện quy chi tâm đảnh lễ. Nam mô tằng hư không biện pháp giới quả hiền vị lai thập phương chư văn tôn pháp hiền thành tăng thường trụ tam bảo. Chư tam đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hà sanh di lăng tôn Phật đại trí văn thu sư lời, bồ tát đại hạnh vô hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng Phật bồ tát. Chư tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi quan thế âm bồ
Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thân Tấn Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Mm-hmm.